Tử vi tuổi Nhâm Ngọ 1978 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, khi nói về vận trình công danh, sự nghiệp của các con giáp trong thời gian vừa qua, có người phát triển rất ảm đạm, làm ăn thua lỗ, nhưng cũng có những người làm ăn phát đạt, giàu nhanh chóng mặt. Có người thì lại rất nỗ lực, mặc dù may mắn chưa mỉm cười với họ, nên số phận vẫn lần đận, khổ sở đủ đường. Giàu có và hạnh phúc thì ai cũng mong muốn, nhưng không phải cứ muốn là được. Trong tháng 11 năm 2020 âm lịch này, trong số 12 con giáp, thầy phong thủy chỉ rõ tuổi Mậu Ngọ sẽ dễ mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến đại họa giáng xuống, khiến bản mệnh không chỉ kém may mắn về tiền bạc, công việc và sức khỏe mà còn khó đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Gia đình lục đục, mâu thuẫn và căng thẳng. Để biết được cụ thể vận trình tử vi tháng tuổi Mậu Ngọ có cơ hội và may mắn trên phương diện nào hay không, hoặc có đại hạn sẽ xảy ra với tuổi Mậu Ngọ trong tháng 11 năm 2020 âm lịch này hay không, và làm cách nào để hóa giải được vận hạn, đón lành, tránh dữ, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu nội dung ngay sau đây. Tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phách lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ, tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tị. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 11 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 11, tức ngày 23 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 11, tức ngày mùng 4 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, bản mệnh cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc làm cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang bên mình, vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 11, tức ngày 18 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 26 tháng Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 11, tức ngày 30 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 11, tức ngày 11 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn một cách hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978. Mậu Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp.
Người tuổi Ngọ nói chung và mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ tháng 11 âm lịch cho thấy đây có thể là một tháng đầy thách thức. Trong tháng này, các gia chủ Mậu Ngọ sẽ cần chú ý tới ngày âm lịch, tức ngày 23 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để may mắn thuận lợi và suôn sẻ hơn. Thì những gia chủ tuổi Mậu Ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời vật phẩm sẽ hộ thân và tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp, tháng 11 âm lịch là tháng khó khăn đối với những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý muốn. Bản tính thiếu quyết đoán nên có khi đứng trước cơ hội trời cho lại chẳng nghe hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những chú ngựa sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Tháng này là tháng rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Để kích hoạt được sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu, đạt được thành công, tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về tài lộc của tuổi Mậu Ngọ, do công việc của tuổi Mậu Ngọ không được thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến bạn bị lừa đảo. Tháng này, tốt nhất bạn lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính. Ngoài ra, cần thận trọng, không hành động bốc đồng. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Mậu Ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Hơn nữa, trong năm 2020, đặc biệt là trong tháng 11 Mậu Tý này, thì tuổi Mậu Ngọ nằm trong bộ tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải thị phi. Về tình cảm và gia đạo, tuổi Mậu Ngọ tháng 11 này do ngũ hành xung khắc, ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của đôi lứa. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể xảy ra tranh cãi liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng những người bên cạnh, đừng có mới, nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận, người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những thói quen, những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn lên, chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Đặc biệt hơn nữa, đó là trong tháng 11 âm lịch, gia đình tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm của kênh Phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân,
chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ. Vận trình sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ làm theo tử vi tháng 11 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Bản mệnh thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh cũng cần cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Ngoài ra, tuổi Mậu Ngọ có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp. Những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Bản mệnh phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên. Hơn nữa, nên tập thể dục, ăn uống có chế độ, điều dưỡng cơ thể. Đặc biệt, bản mệnh nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Thầy Gia Cát khuyên người tuổi Mậu Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí phong thủy tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất chế tác từ gỗ huyên long và hạt đá mã não đỏ là một loại đá quý có tác dụng tốt với hệ tim mạch. Đem theo vật phẩm này bên mình còn giúp kỵ tà, hóa sát. Nhìn chung, vận trình tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ không tốt, nhưng trong hung có cát, không cần quá lo âu, suy nghĩ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với quý anh chị về luận giải vận trình tuổi Mậu Ngọ trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày một thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!